Liên minh Cộng đồng Người Việt Quốc gia, tiểu bang Washington biểu tình và tuần hành chống Trung Cộng xâm lược và lên án thái độ khiếp nhược của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cuộc biểu tình của ba cộng đồng thành phố Tacoma, Seattle và quận hạt Thurston cùng với sự yểm trợ của cộng đồng người Việt đến từ tiểu bang Oregon. Ông phá quyền của bọn tàu cộng một lần nữa lại thách thức lòng yêu nước, tinh thần dân tộc của người Việt Nam. Chủ quyền lãnh hải của chúng ta bị xâm phạm, tổ quốc lâm nguy, trách nhiệm bảo vệ đất nước thuộc về chúng ta. Truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc đã hôn đúc bao ngàn năm. Nay là lúc chúng ta phải đứng dậy tham dự biểu tình để biểu tỏ lòng yêu tổ quốc và lòng quyết tâm bảo vệ từng tấc đất, từng hoàng đảo của tiền nhân để lại. Chúng ta giữ trạng thái với mục đích tố cáo trước thế giới bọn Việt Cộng độc tài đã đàn áp dã man các cuộc biểu tình ôn hòa của thanh niên trên phía học sinh và đồng bào trong nước, nói lên nguyện vọng yêu nước chính đáng của mình. Hai, cực lực phản đối của cộng xâm lược Việt Nam. Thứ ba, lên án mạnh mẽ thái độ khiếp nhược của bọn Việt Cộng tan nước để củng cố đảng cộng sản của chúng, đả đảo Trung Cộng của nước, đả đảo Việt Cộng tan nước. Buổi tập họp quy mô đầy khí thế được diễn ra từ lúc 11 giờ trưa thứ Bảy 17 tháng 9 trước mặt tiền cao ốc liên bang tiểu bang Washington và ngay sau đó đã biến thành cuộc tuần hành quanh khu phố chính của thành phố Seattle và chấm dứt vào lúc 2 giờ chiều. Làm sao cho núi sông từ đây luôn vững bền, cho Tây vơi trên gương giáo. Phạm Hoài Hương và Phạm Bảo Đôn, báo Người Việt Tây Bắc, tường trình từ thành phố Seattle.